Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019. Thì chúng tôi lại lên một clip để test một bộ dàn gửi cho một khách ở rất là xa. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là bộ dàn Soli D702 được anh Ưng Văn Thọ có địa chỉ là 54 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Vâng, anh có số điện thoại đó là 0905 002 334. Vâng, qua điện thoại trao đổi thì anh đã nhờ trung tâm chúng tôi test cho một bộ dàn Soli. Vâng, và đây là bộ dàn Soli D702. Vâng, trước khi test bộ dàn Soli D702 cho anh Ngưng Văn Thọ thì tôi cũng xin giới thiệu qua về số lượng dàn mà trung tâm chúng tôi đang được bày bán trên cửa hàng. Trước mặt màn hình tôi đang quay là những bộ dàn mà trung tâm chúng tôi đã bày ra. Thì hiện tại bây giờ tôi sẽ quay sang phía tay phải của tôi là những bộ dàn như là Parasolic hay là A85 cắm điện 110. Và tôi cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn được biết là bộ A85 cắm điện 110 có giá là trên 9 triệu đồng. Và bộ Parasolic D50 có giá là trên 8 triệu đồng. Vâng, còn đây là những bộ dàn A97 hàng xuất cắm điện 220V. Bộ dàn A97 hàng xuất này thì trung tâm chúng tôi có khoảng 19 đến 20 bộ. Và tôi cũng báo giá luôn cho quý vị các bạn được biết là có giá từ 17 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Còn tùy thuộc vào những bộ đẹp, bộ xấu. Và còn đây là những bộ A85 hàng xuất cắm điện 220V. Vâng, A85 hàng xuất này là có giá là từ 9 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng, cũng tùy thuộc vào những bộ đẹp, bộ xấu thôi. Tiếp theo là bộ LS99. Vâng, tôi cũng giới thiệu thêm về dòng LS99 này. Bộ LS99 là dòng đời chót của dòng Kenwood, có màu vàng, 5 thớt rời, gồm 2 loa lóc, 1 bát, 1 trung, 1 tép. Vâng, bộ LS99 trông rất là đẹp. Và tôi cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn được biết là từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng. Còn đây là những cái dòng dàn theo tôi là được gọi là những dòng dàn quý hiếm đấy ạ, như dòng dàn Sansui hay là dòng dàn Aiva. Đấy, dòng dàn rất quý hiếm. Dòng dàn Sansui có màu vàng trông rất là đẹp. Vành loa của dòng dàn Sansui là bằng lốc, trông rất sáng và bóng. Chữ nghĩa trên các loa cũng rất là rõ ràng, dễ đọc. Và tôi cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn là những bộ Sansui hay Aiva và Peeler là có giá là trên 7 triệu đồng và dưới 9 triệu đồng. Tôi đang đứng ở một góc quay khá là rộng tại tầng 1 của cửa hàng. Thì từ góc quay này các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều dàn ạ. Từ dàn đại đến dàn trung. Và đặc biệt là dòng A97 này, tôi bày từ trong ngoài ra đến ngoài. Bởi vì là trung tâm chúng tôi có khoảng 19 đến 20 bộ nên là. Còn bên này là trung tâm chúng tôi bày những bộ dàn trung. Dàn trung thì có giá cả rất là rẻ. Phù hợp chúng ta có thể là phù hợp là lắp đặt trong những phòng ngủ hoặc là phòng khách có diện tích nhỏ. Dàn trung thì giá rẻ, thế nhưng âm thanh của chúng là cũng không hề là thua kém những bộ dàn đại. Tôi cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn là dàn trung là có giá từ 3 triệu rưỡi đến 5 triệu rưỡi. Và đây là những cục súp Kenwood hay là những cục center của Kenwood. Các bạn xem, nhà tôi rất là nhiều. Các bạn mà có nhu cầu sử dụng dàn hay là mua những cục súp, cục center rồi thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại đó là 0982 760098 hoặc là số điện thoại 0936 808 363. Hoặc các bạn có thể tìm về địa chỉ của chúng tôi, đó là Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàm, Linh Giang, Hải Dương. Trung tâm của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để phục vụ quý vị và các bạn.
Vâng, hiện tại tôi đang đứng ở tầng 1 thì bây giờ tôi sẽ mời các bạn lên tầng 2 của cửa hàng chúng tôi. Vâng, tôi đang đứng có mặt tại tầng 2. Thì tầng 2 chúng tôi bày là những dòng loa nghe nhạc. Vâng, hai chức năng này có thể là vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke. Đấy. Thì hiện tại tôi sẽ quay những dòng loa về JBL. Đây, trước màn hình tôi đang quay là dòng loa JBL. Có mã là K6012 bát 30 tép kèn 22 củ full. Và công suất của dòng loa JBL này là 1000 W trên một thùng. Tiếp theo là dòng loa DK. Vâng, dòng loa DK này là có mã là DK Foxanic 6 bát 30 tép kèn 22 củ full. Dòng loa này là thuộc thương hiệu đến từ Italia và được lắp ráp và sản xuất tại Chile. Vâng, dòng loa DK hay là cũng như là dòng loa JBL là chúng tôi là thường phối ghép với những cục đẩy như LA550A, LA550H cùng một chiếc vang K6 Pro, một chiếc Equine DBX 215 và một chiếc micro QC2000 để hát karaoke chuyên nghiệp. Còn trên đây là những dòng loa mà chúng tôi thường lắp trong phòng hát karaoke đấy. Đây là dòng loa PCG có thương hiệu đến từ Đan Mạch. Bát 25, 2 trung, 2 tép. Dòng loa PCG này có lời rất là hay, chống bát đánh cũng rất mạnh như bom này. Còn bên đây là dòng loa BMB 450, BMB 480 và BMB CSX1000. Vâng, bên đây chúng tôi bày những dòng loa Nhật bãi như là Delong hay là Diatón hay JBL. Thì những dòng loa Nhật bãi này thì chúng tôi thường phối ghép với những chiếc âm ly Nhật bãi như là 7800 Mark đôi này, hay là nhiều bạn gọi là 25 mã 8900 này, hay là Sansui này 607 cha, hay là Sansui 607 đờ cát này. Thì tôi cũng giới thiệu thêm là dòng Sansui 607 đờ cát này nó có lẹp chỉ vàng ở hai đầu hồi, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Vâng, quý vị và các bạn mà cần lắp ghép những bộ karaoke chuyên nghiệp trong phòng hát cũng như là bộ karaoke hát trong gia đình thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại đó là 0982 760098 hoặc là số điện thoại 0936 808 363, hoặc các bạn có thể tìm về địa chỉ của chúng tôi, đó là Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàm, Linh Giang, Hải Dương. Chúng tôi sẽ phối ghép cho các bạn những bộ karaoke chuyên nghiệp trong gia đình cũng như phòng hát rất là hay. Vâng, bây giờ tôi để vào mục đích chính thì tôi sẽ xuống dưới tầng 1 để test chi tiết một bộ dàn Soli D702 cho một khách ở rất xa. Vâng, xin mời các bạn xuống tầng 1. Vâng, tôi đang đứng ở tầng 1 thì tôi cũng xin giới thiệu sơ qua về dòng loa bãi của Trung tâm. Dòng loa bãi của Trung tâm chúng tôi là có những dòng loa Pioler này, hay là Martin, JBL hay là BMG hay Airbot thì các bạn quan sát rất nhiều. Và để phối ghép với những dòng loa bãi này thì chúng tôi cũng sắm rất là nhiều cục đẩy bãi, từ 14 xòa đến 32 xòa, các bạn quan sát rất nhiều. Còn đây là những chiếc đẩy trong hộp và những chiếc micro mà vừa tôi cũng đã giới thiệu qua với các bạn, là những chiếc đẩy là A550A đây và chiếc micro QC2000. Vâng, trước màn hình tôi đang quay là bộ dàn Soli D702. Bộ dàn Soli D702 được anh Ưng Văn Thọ có địa chỉ là thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Thì đã chứng minh được bộ D702 của chúng tôi là còn đẹp, gần như không xước xác, thì tôi sẽ quay gần lại những chi tiết của bộ dàn. Thì lúc này thì anh Thọ và quý vị các bạn chúng ta quan sát, tôi sẽ quay từng chiếc loa một. Thì đầu tiên tôi sẽ quay chiếc loa bên phía tay trái của tôi. À, các bạn quan sát này. Vành loa này, màng loa này, trông rất sáng, bóng và đẹp này. Chữ nghĩa trên loa này rất là rõ ràng, dễ đọc. Rồi tôi sẽ quay chiếc loa bên phía tay phải mình đang quay. Vâng, vành loa, màng loa cũng rất sáng, bóng và đẹp. Và chữ nghĩa trên loa cũng rất là rõ ràng, dễ đọc.
và hai chiếc loa là gần như là không xước sát. Sau khi tôi quay hình thức của hai chiếc loa xong thì tôi sẽ quay đến hình thức của từng thớt một của bộ dàn D702. Các bạn quan sát, đầu tiên tôi sẽ quay thớt cassette, tiếp theo thớt âm ly, thớt radio, thớt equalizer và cuối cùng là thớt đầu đĩa. Đấy, anh Thọ mới là quý vị các bạn quan sát, các thớt là hoạt động là trông rất là đẹp, rất đều. Chữ nghĩa trên các thớt là rõ ràng, dễ đọc, đặc biệt là quắc của chúng rất sáng và sáng rất đều. Và sau đây để chứng minh được bộ dàn Soli D702 của chúng tôi là hoạt động, các thớt hoạt động tốt, thì tôi sẽ test từng thớt một cho anh Thọ cũng như là quý vị và các bạn chúng ta được biết. Thì đầu tiên tôi sẽ test thớt đầu đĩa trước tiên. Thì chúng ta sẽ ấn Open, mở đĩa ra. Đây là hiện tại tôi đang có một chiếc đĩa là do trung tâm chúng tôi in ra. Chiếc đĩa rất là lắm khẩm. Chiếc đĩa này mà chạy thì tất cả các đĩa khác là đều chạy bình thường. Đấy, tôi sẽ cho vào. Các bạn quan sát. Đấy, đĩa nhận bài rất nhanh và chúng ta sẽ ấn play. Vâng, đĩa nhận bài rất nhanh, ấn play cái là chạy ngay. Mở nhạc. Vâng, tiếp theo tôi sẽ test thớt thứ hai, đó là thớt radio. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn về phần âm ly, chúng ta sẽ chọn tuner. Và chọn sóng cho thớt radio. Để chọn sóng thì chúng ta phải lắp một chiếc anten hay là một chiếc dây loa, một chiếc dây điện ở đằng sau bộ dàn thì chúng ta sẽ có. Thì bây giờ tôi đã lắp sẵn rồi và dò sẵn sẵn rồi. Bây giờ tôi sẽ mở lên để chứng minh được thớt radio của chúng tôi vẫn còn sống. Biết thêm về những tác phẩm cũng như biết thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện về sự ra đời những tác phẩm đó. Còn bây giờ chắc chắn các em cũng đang rất nóng lòng không biết trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm nào. Giờ thớt radio hoạt động rất là tốt ạ. Vâng, tiếp theo tôi sẽ test thớt cuối cùng, đó là thớt cassette. Thì để test được thớt cassette thì chúng ta về âm ly, chúng ta sẽ chọn về táp này này. Đấy. Thì hiện tại bây giờ thớt cassette thì rất ít bạn nghe, thế nhưng mà để chứng minh được cái thớt của tôi vẫn còn hoạt động tốt này, vẫn còn sống thì tôi cũng vẫn cứ test. Đây là một chiếc băng, chúng ta sẽ cho vào cái băng sơ mất số 1. Đấy. Và chọn về phần âm ly là phần táp đấy ạ. Táp PE nữa. Chúng ta ấn play cho băng chạy. À, mở volume lên thôi. Đây, tôi quay gần lại nè. Thớt này dây đang chạy các bạn. Vâng, bây giờ tôi sẽ test cửa băng số 2. Ấn play cho băng chạy. Và chúng ta vặn volume lên thôi. Bởi vì chiếc băng của tôi nó có tí nhạc này, bởi vì là tôi sợ phạm bản quyền nên tôi chỉ lấy tí nhạc để test thôi. Thế tôi cũng không cho một bài hát nào cố định vào đây được. Các bạn, anh Thọ cũng như các bạn chúng ta nên chú ý. Và như vậy là tôi cũng đã test các thớt của bộ dàn D702 Soli cắm điện 220V. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh Thọ cũng như quý vị các bạn là chúng ta là lấy một đường tiếng từ một chiếc TV để cho vào dàn. Thì để lấy đường tiếng thì chúng ta sẽ cần một đầu jack AV. Đây, tôi sẽ ra đằng sau bộ dàn hướng dẫn luôn. Chúng ta lấy một đường tiếng từ TV. Thì bây giờ tôi đã lấy sẵn rồi. Thì cái jack AV này chúng ta sẽ cắm vào đường video in của đằng sau bộ dàn. Đấy. Đây tôi đã cắm một đường video in.
Và về đằng trước mặt bộ dàn thì chúng ta cũng sẽ ấn về video thì để chuyển hệ cho dàn nó sẽ nhận ngay. Vâng, về đằng trước mặt dàn thì chúng ta cũng sẽ chọn video. Đấy. Vậy là về hình thức bộ dàn cũng như là chỉ tiêu kỹ thuật của bộ dàn là tôi đã test xong. Về hình thức bộ dàn là gần như bộ dàn là không xước sát này, chữ nghĩa trên loa hay trên các thớt là rõ ràng, dễ đọc. Quắc của chúng rất là sáng và sáng rất đều. Đấy. Và tôi cũng test 5 thớt luôn, là 5 thớt của chúng tôi là hoạt động tốt, chạy bình thường. Vâng, sau đây tôi sẽ mời nhân viên Viettel sẽ đóng dàn cho anh Ưng Văn Thọ có địa chỉ là 54 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Thật cẩn thận để tránh những cái tình trạng là xây sát hay là dập vỡ, bởi vì bộ dàn của tôi là còn rất là đẹp và mới. Vâng, như vậy là tôi cũng đã test xong bộ dàn Soli D702 cho một khách. Thì trước khi tạm dừng clip thì tôi cũng xin chúc cho anh Thọ và gia đình cũng như là toàn bộ quý vị khán giả có một ngày là công việc là thuận lợi này, và sức khỏe là luôn luôn mạnh khỏe. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đăng ký ủng hộ kênh. Vâng, rất tiếc là tôi phải tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.